khi bạn có mẹ làm hiệu trưởng sẽ bố đời như thế nào? Nào có lớp trật tự, để thầy đọc điểm bài kiểm tra một tiết. Hey, tao mày làm chung bài với nhau chắc chắn là điểm bằng nhau rồi. Chứ còn gì nữa. Em cờ, không điểm. Em hó, 9 điểm. Được hẳn 9 điểm cơ. Vô lý, rõ ràng mày nhìn bài của tao mà sao mày lại được điểm cao hơn tao? Vì sao á? Mẹ em cứ là hiệu trưởng đi rồi em khắc biết.